Chuyện cô thê cô Chi phá đám cưới của tôi, tôi đã bỏ qua cho cô, không khai báo với công an. Coi như là tôi trả lại ân tình cho cô. Vì hồi trước tôi đã dùng tài sản của cô để cứu Đại Dương. Giữa tôi và cô bây giờ không có gì để nói với nhau nữa hết. Mình nói với nhau bằng pháp luật, tốt nhất nên để cho luật sư nói chuyện. Như vậy sẽ nguyên tắc hơn. Được, em sẽ nói chuyện nguyên tắc với anh. Tài sản của em là bất động sản và cổ phần ở các công ty khác, cho nên là em yêu cầu anh phải trả lại nguyên vẹn đúng số lượng ban đầu, không được quy đổi thành tiền mặt. Nếu mà không, em vẫn sẽ là người có vốn ở Đại Dương. Cô thừa biết cho dù tôi có tiền, tôi cũng không thể nào mua lại tất cả các bất động sản như ban đầu được. Cô làm vậy là đang làm khó tôi đúng không? Em không muốn rút vốn là vì em muốn giúp anh. Anh nghĩ coi, anh say xỉn bao nhiêu lâu nay, anh có biết tình hình của Đại Dương như thế nào không? Nếu mà anh hoàn trả tiền lại cho em thì Đại Dương sẽ càng khó khăn chồng chất. Vậy không phải tất cả những khó khăn của công ty đang bây giờ đều là do một tay cô làm ra sao? Cô làm như vậy là dễ dàng thâu tóm Đại Dương. Cô biết Đại Dương đối với tôi quan trọng như thế nào. Đó là lời hứa với tôi, với ba tôi. Cô dùng nó để uy hiếp tôi đúng không? Em không hề đòi lại tài sản, để cho Linh phải bán tháo tài sản cho ông Tài như vậy. Chính Linh mới là người muốn hủy hoại Đại Dương. Linh cũng có thể chính là người đã thuê tên Bách giết chết em. Trước khi mà em bị người ta ném xuống vực, em đã nhận được tin nhắn từ điện thoại của anh, hẹn gặp em tại cánh đồng hoa bất tử. Nhưng mà rõ ràng lúc đó là anh đang ở bên Mỹ mà. Nhận được tin nhắn, em đã đó và em đã gặp nạn. Lúc đó anh đang ở bên Mỹ, nhưng mà điện thoại của anh có phải là do Linh giữ đúng không? Như giờ vẫn chưa đủ bằng chứng là Linh đã hại cô. Có thể là do ba cô. Ông biết cô là con của ổng, ông thuê người giết cô để trả thù mẹ cô thì sao? Khi mà tên mặt sẹo bắt mình ở Đà Lạt cũng chính là người đã vu khống anh và anh Cơ thám tử. Là anh thuê Tinh Bách để giết em, cho nên kẻ đã từng giết em và thuê người giết anh cũng có thể là cùng một người. Muốn giết cả anh thì chắc chắn không thể nào là ba mẹ anh với lại Thảo được. Còn về cái chết của ba anh, chú Tân suy đoán là có thể đã bị hạ độc từ từ, nhưng em và chú Tân không hề liên quan. Điều này chắc chắn là do người trong gia đình của anh đã làm. Ngoài Linh ra thì còn ai có khả năng nữa? Những lời của cậu nói hoàn toàn trùng khớp với nghi ngờ của mình về Linh. Về tính cách của Linh, giết Thi vì ghen tuông, giết mình và phá hủy Đại Dương vì hận mình không đáp lại tình cảm thì hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nhưng mà còn ba, ba mất thì cũng đâu có lợi gì cho Linh. Di chúc đã được thực hiện từ lâu rồi kia mà. Anh Lâm, cô thấy chúng tôi đang nói chuyện không? Phép lịch sự tối thiểu của cô không có hả? Em chỉ muốn gặp anh và cổ ba mặt một lời đối chất về chuyện bán các dự án cho Thành Tín mà thôi. Nếu mà em đứng ở bên ngoài chờ xin vào gặp anh theo đúng thủ tục thì anh có chịu gặp em không? Cô thôi đi. Cô nghĩ gì khi một người bày mưu tính kế để hại tôi và một người hết lòng vì Đại Dương vì Linh, tôi sẽ tin ai? Tôi cảnh cáo cô, cô mà còn hại tôi một lần nữa, tôi không tha cho cô đâu. Còn chuyện ly hôn, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Tôi sẽ thông báo với tòa cô khủng bố tinh thần tôi, cố tình trì hoãn chuyện ly hôn để cướp đoạt tài sản của tôi ở công ty. Anh Lâm nè. Bộ cô không nghe rõ hả? Người anh Lâm tin tưởng bây giờ là tôi, chứ không phải là cô. Tôi không chấp nhận điều kiện hoàn trả tiền của anh Lâm, cho nên là hiện tại tôi vẫn là người có vốn ở Đại Dương. Tôi muốn đề nghị một cuộc họp giải trình rõ ràng từ cô. Được, tôi sẽ báo cho cô trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ xin mời vợ cũ của giám đốc Lâm đi về cho. Tôi vẫn chưa ký vào đơn ly hôn đó. Mà cho dù anh Lâm có đơn phương ly hôn thì cũng phải chờ phán quyết của tòa án. Cho nên cô mừng hơi sớm. Nó muốn đấu với em sao? Cứ coi đi, em sẽ cho con này nó mất hết toàn bộ tài sản, không bao giờ nó trở lại được với anh Lâm đâu. Theo anh thấy thì không phải cố tình đối đầu với em đâu, mà chỉ vì Lâm thôi. Suy cho cùng thì hai người đó đều rất là thương nhau.
Chỉ vì yêu mà hành hạ lẫn nhau như vậy. Lâm Vũ không phải là người dễ bị ức hiếp, cho nên dù Thủy có ngăn cản, phá rối thế nào đi nữa thì Lâm cũng sẽ có cách để ly hôn nhanh chóng. Rõ ràng Lâm đang mâu thuẫn lắm, vừa hận vừa giận yêu Thi, cho nên mới chần chừ cái việc ly hôn như vậy. Em à, hay là em tha cho họ đi. Mình chỉ cần phá hủy đại dương theo ý của bà Hằng, rồi sau đó rút lui ra nước ngoài, tránh những rắc rối sau này. Không bao giờ. Thứ em không có được thì con nhỏ đó vĩnh viễn cũng không bao giờ có được. Anh không được hiểu lầm em. Anh nhớ nha, em không còn tình cảm gì với anh Lâm đâu. Là vì em ghét con Thi. Con nhỏ đó vừa mưu mô vừa chiêu trò. Bây giờ anh Lâm và nó mà mâu thuẫn thì mới có lợi cho tụi mình chứ. Tuy là bây giờ anh Lâm vẫn tin tưởng tụi mình, nhưng mà em nghĩ hai đứa mình ra tay trước đề phòng rủi ro vẫn hay hơn. Hay là mình nghĩ cách khác thay cho Lâm đi. Thật sự là chuyện lần trước ở Đà Lạt anh rất mâu thuẫn trong lòng. Cho dù Lâm không tốt với mình, nhưng mà anh thấy Lâm không đáng tội chết đâu. Em biết, em biết là anh không muốn làm mấy chuyện này, nhưng mà chuyện của tên Bách chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Anh, nhưng mà mình đang bị bà Hằng uy hiếp đó. Nếu như bây giờ Lâm trở lại đại dương, mình sẽ không thể thực hiện kế hoạch này. Anh ơi, tụi mình đã lỡ phóng lao, tụi mình phải theo lao chứ. Anh, nếu như không tiếp tục, tụi mình sẽ không bao giờ có tương lai đâu anh. Nhà anh, hiện tại vị trí phó giám đốc của anh Sơn đang còn trống đó. Hay là cô vào đại dương thử sức nha. Được. Giám đốc Linh, tôi nghĩ cô nên cân nhắc lại. Dù cô Thi có nhiều kế hoạch khả thi, nhưng vị trí của anh Sơn rất là quan trọng. Không phải muốn bàn giao là bàn giao được. Hay là chuyện này để cho giám đốc Lâm quyết định đi. Hôm đến dự tang lễ của anh Minh, tôi thấy anh Lâm đã hồi phục rồi, hoàn toàn bình thường. Hôm qua tôi còn nghe nhân viên báo lại là anh Lâm đã đến công ty để gặp cô và anh Sơn, đúng không? Chú Bằng, thật ra là vì tôi muốn giữ hình ảnh của giám đốc Lâm, cho nên bấy nhiêu lâu nay tôi không muốn nói rõ cho mọi người ở công ty biết. Anh Lâm vốn dĩ không hề bị bệnh, mà là anh Lâm bị đả kích tinh thần bởi cô Thi đây. Anh Lâm đã nhốt mình ở trong phòng uống rượu hết ngày này đến ngày khác. Và hôm qua tôi cũng nghĩ là anh Lâm đã hồi phục, nhưng mà sau khi ảnh tranh cãi với cô Thi đây, anh Lâm trở nên suy sụp, ảnh lại tiếp tục uống rượu như cũ. Cả gia đình không ai khuyên can được ảnh hết. Cô Thi, không biết là cô Thi đây cảm thấy là mình đang vui hay là đang buồn khi nghe được thông tin này hả cô Thi? Chuyện cá nhân của tôi và anh Lâm không liên quan tới cuộc họp này. Mọi người chỉ cần biết một điều thôi, hiện tại anh Lâm vẫn chưa thể tiếp quản đại dương. Và chuyện tôi vào đại dương làm chỉ là gì không muốn một số người tiếp tục lạm quyền. Chú Bằng, mọi người ở công ty chắc cũng đã nghe rõ ý của cô Thi rồi đó. Nếu như bây giờ tôi mà không để cô Thi vào công ty làm việc, chắc là tôi sẽ mang tiếng một tay che hết đại dương. Chú Bằng, cô Thi đây là người vốn lớn nhất ở đại dương. Vả lại hiện giờ cổ là vợ cũ mà không biết bao giờ mới ly hôn xong của giám đốc Lâm. Xét về công lẫn về tư, chúng ta phải nể mặt cổ chứ. Tôi biết hiện tại mọi người vẫn còn e dè về tôi rất nhiều, nhưng mà bên cạnh tôi vẫn còn rất nhiều người có năng lực giúp tôi có thể làm tốt công việc. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hy vọng là mọi người ở đây sẽ cho tôi một cơ hội. Cô Thi đã nói như vậy thì chúng tôi đồng ý. Vậy thì tốt quá. Không biết khi nào phó giám đốc Thi bắt tay vào công việc được đây. Ngay bây giờ. Và tôi yêu cầu anh Sơn bàn giao tất cả công việc cho tôi. Được. Vậy thì tôi sẽ báo anh Sơn lập tức liên lạc với cô. Chào mừng cô Thi về với công ty Đại Dương.